Rồi, xin chào anh em. Hôm nay ngày 3 tây tháng 8 thì em xin gửi đến anh em một cái clip test đôi loa Onkyo D77 theo yêu cầu của một bác ở Đà Nẵng, ghép với cái âm ly xanh xui AU607 ít đề cát và cái đầu CD đời nông 1600. Thì em có đăng cái bộ combo này lên trên Face thì bác thấy, bác gọi và bác chốt luôn nguyên combo. Thì như lời hứa thì chốt nguyên combo là em sẽ tặng bác một 10 mét dây và một cặp dây tín hiệu AV hàng tự tay em làm, rất chất lượng, không phải là hàng đầu dởm nha anh em, hàng xài rất là tốt nha, không có bị ten, không có bị si nha. Trên phay em có. Thì bây giờ em xin quay và sơ lược về đôi loa. Thì cái con Onkyo D77 này thì nó có cái bass, sở hữu một cái bass 31 màng, màng là màng carbon gân và màng carbon da rắn nha, rất là đẹp. Gân là gân mút, gân mút này là gân mút rin luôn nha anh em, gân mút em chưa thay luôn nha. Màng rất là đẹp ha. Đó, một chép đơm, một chép đơm đây, một mic đơm 12, mic này mic carbon luôn nha. À, đây em xin quay gần cảnh nè, thông số của nó nè. Đó, thấy không? Rồi, thì cái lo này nó nặng khoảng hơn 30 cân một lo. Lo rất là nặng và chắc chắn. Đây, em xin quay gần cảnh góc cạnh ha. Đây, góc cạnh rất là đẹp ha anh em. Đó, này, đó, này lỗ hơi nữa ha. Đây là cái ride. Đây, để em quay cái thông số đây cho anh em thấy rồi. Đó, D77B ha, 200W, maximum là 200W, từ 6 đến 4,4 ohm, 91 độ nhảy là 91 decibel, mắc in da băng ha. Thì bác lấy luôn nguyên cái bộ combo và em cũng xin hướng dẫn bác. Thì cái dây của em làm thì tặng bác thì nó cũng có một đầu đen và một đầu đỏ. Thì trong cái lo, cái trạm lo thì có một bên đen đỏ, thì bác cứ dặn vô đúng. Và bên âm ly cũng vậy, âm ly nó cũng có một cái đen và một cái đỏ, thì bác cứ thế mà làm ha. Và AV đây, đây là bộ AV em tặng bác nè. Đó, giờ em quay, xin quay cận cảnh về cái CD. Rồi, cái CD hình thức thì còn rất là đẹp ha, hai cái thì còn riêng tất cả. Thì cái CD này nó cũng khá là nặng, nó khoảng 12 kg. CD cho âm thanh chắc là rất là chất lượng trong giá trung bình. Rồi, em xin qua cái bát, cái lò bên này luôn ha. Này, riêng hết nha, kể cả cái căng vẫn còn riêng luôn, nhưng mà cái lưới riêng của nó thì nó có rách vài chỗ nên thôi em thay cho bác luôn, chứ không có theo cầu bác là thay luôn, em không có để lại nguyên bản, chỉ có cái lưới thôi. Dạ, giờ em xin đi vào một đoạn hòa tấu và tiếp đó là một đoạn trữ tình ha. Tiếng bass rất là lực ha.
anh em nào có tai phone hay là mình ngồi máy tính thì có bộ loa rồi á, thì mình nghe mới cảm nhận được tiếng bass của nó là nó mạnh và nó lực đến cỡ nào ha. Chứ mình nghe qua điện thoại thì không có nghe được cái tiếng bass của nó sâu như thế nào. Em đổi qua một cái CD nhạc trữ tình đi ha, mình nghe Trường Vũ đi để cho thấy được cái khả năng là trình diễn nhạc cũ của đôi lo ha. Vì bác cũng cần nghe karaoke mà bác cũng cần để nghe nhạc trữ tình thì mình test hai cái để thấy được cái khả năng trình diễn của lo ha. Tiếng mic rất là rõ ha. Bass thì mềm mại chứ không có, mình không nghĩ là màng carbon nó cứng nha, bass rất là mềm nha. Thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi xa rồi vẫn vương tầng. Từ khi vào lĩnh rồi lành xa cuộc vui, ngày nào còn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Rồi thì để theo dõi những cái clip clip test và với những cái clip giới thiệu sản phẩm của em thì hãy tích vào cái dấu đăng ký để nhận được những cái clip mới của em là test sản phẩm hay là giới thiệu sản phẩm mới, thì anh em vui lòng tích vào cái dấu đăng ký cũng như ủng hộ tinh thần cho em. Em xin cảm ơn anh em rất là nhiều.